Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với chuyên mục ARK vs thực tế với những hình bản khủng long quen thuộc. Nói về các loài ăn thịt chán rồi thì bây giờ hãy nói nhiều hơn một chút về các loài ăn thực vật cổ dài. Trong thế giới khủng long cổ dài, chúng trông có vẻ nhàm chán vì loài nào cũng na ná loài nào về cấu hình tựa tựa nhau. Tuy nhiên vẫn có một số cái tên hiếm hoi nổi bật hẳn lên với ngoại hình độc đáo, và một cái tên như thế chính là Amargasaurus. Khi phát hiện ra hóa thạch của con khủng long này, các nhà khoa học đã tương đối ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đốt sống cổ của nó mọc ra những gai thần kinh khá cao. Ngày nay, các nhà khoa học có vài cách để diễn giải những cái gai lạ thường này, nhưng giả thuyết phổ biến nhất là chúng dùng để chống đỡ một cấu trúc tương tự như cánh buồm ở trên lưng của Spinosaurus. Vậy thì trong game ARK, các nhà làm game đã thể hiện Amargasaurus như thế nào và chúng giống hoặc khác ra sao so với thực tế? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Chính trong đoạn hồ sơ ARK viết về Amargasaurus trong game, tác giả Helena đi bộ cũng phải thừa nhận rằng Amargasaurus là sauropod độc đáo nhất về ngoại hình. Chúng sở hữu hai hàng gai thần kinh nằm dọc theo cổ, lưng và đuôi, nhưng gai ở cổ dài hơn đáng kể so với gai ở lưng và đuôi. Đây là một sự thích nghi cực kỳ đặc biệt giúp Amargasaurus có khả năng kiểm soát thân nhiệt mà không giống loài nào trong game có thể sánh bằng. Nhưng cái gai này vừa có thể tích nhiệt, vừa có thể giữ lạnh, giúp Amargasaurus có thể sống khỏe ở bất kỳ kiểu môi trường nào. Mặt khác thì chúng cũng có tính thủy động học, biến Amargasaurus là một con sauropod bơi giỏi bất thường. Hơn nữa, chúng cũng hung hăng hơn những con sauropod khác, có thể tấn công hầu hết những kẻ săn mồi và cả con người trong tầm mắt. Một khi đã thuần hóa thì bạn có thể sử dụng những chiếc gai của Amargasaurus cho mục đích kinh tế lẫn chiến đấu, bởi chúng có công dụng nhất định trong việc thúc đẩy tốc độ khai thác nhựa cây nhờ khả năng tích nhiệt trong gai. Hoặc khi bạn kích cho con Amargasaurus phóng một trong ba loại gai của nó trước khi gai rụng tự nhiên thì sẽ có những hiệu ứng khác nhau tác động lên kẻ địch. Chẳng hạn như có loại thì gây giảm giáp, có loại thì gây hiệu ứng đốt cháy sát thương từ từ, có loại thì gây đóng băng làm chấp. Bạn cũng có thể điều khiển Amargasaurus phóng gai như một vũ khí tầm xa, với mỗi chiếc gai có thể gây sát thương trên diện rộng khi chúng chạm đất. Và với khả năng điều tiết thân nhiệt của mình, Amargasaurus cũng sẽ giống như Basilosaurus, giúp bạn hoàn toàn thích nghi với điều kiện nhiệt độ của môi trường mà không cần quan tâm nóng hay lạnh khi bạn lấy chúng làm thú cưỡi. Trang wiki của ARK đánh giá Amargasaurus giống như một sinh vật chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, dù không được đánh giá cao như những khủng long chân thần lằn khác. Amargasaurus trong game thường di chuyển một mình hoặc theo nhóm nhỏ, vậy có lẽ vì không quá to lớn như những khủng long sauropod như Titanosaurus hay Brontosaurus, chúng có thái độ khá hung hăng với bất kỳ mối đe dọa nào. Nhân đơn giản có lẽ là vì chúng không đủ to lớn để phớt lờ các mối đe dọa và muốn yên ổn thì phải tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa, như đã nói thì chúng cũng có những thứ vũ khí khá lợi hại để gây tổn thương cho đối thủ. Tuy nhiên, sự hung hăng này cũng là một điểm yếu khiến Amargasaurus rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi những dân chơi tinh vanh và lão luyện có thể lừa chúng rơi xuống khỏi một vách đá hoặc dùng nhà nóng chảy. Dù sao thì đó là một vài nét về Amargasaurus trong game, còn nếu so sánh với thực tế thì như thế nào? Amargasaurus là một chi khủng long chân thân lằn thoại Dicryosauridae, sống tại Argentina cách đây 129-122 triệu năm trước. Chi khủng long này được khám phá vào năm 1984 với một mẫu vật gần như hoàn chỉnh bao gồm cả hộp sọ, và do đó đây là một trong những chi khủng long nổi tiếng nhất so với các khủng long cùng niên đại khác. Hơn thế nữa thì ngoại hình đặc biệt với những chiếc gai thần kinh mọc từ đốt sống kéo dài từ cổ xuống các đốt sống lưng phía trước càng khiến cho Amargasaurus trở nên nổi bật trong số các sauropod mà chúng ta từng biết. Amargasaurus trong thực tế có danh pháp hai phần đầy đủ là Amargasaurus Cazaui, với tên loài dùng để vinh danh nhà địa chất học người Argentina Luis Cazal, trong khi phiên bản trong game được ngụ ý là một phiên bản khổng lồ hơn với danh pháp hai phần là Amargasaurus Titanicus, trong đó tên loài Titanicus có nghĩa là khổng lồ. Và đúng như vậy, trong thực tế thì Amargasaurus chỉ dài từ 9-13m, trong khi đó phiên bản trong game dài đến 24m, gần gấp đôi so với kích thước tối đa trong thực tế của chi này. Tuy vậy thì chúng vẫn khá nhỏ bé so với các sauropod trong game cũng như so với các sauropod ngoài đời. Một trong những nét táo bạo khác của phiên bản trong game đó chính là cách diễn giải những cái gai thần kinh mọc từ đốt sống. Trong khi giả thuyết phổ biến nhất của các nhà cổ sinh vật học hiện nay là cho rằng những cái gai này tạo thành cấu trúc dạng cánh buồm, giống như cánh buồm trên lưng của Spinosaurus, vì phiên bản trong game không hề có cánh buồm mà chỉ có những cái gai tua tủa mọc kéo dài dọc một đường giữa của thân con khủng long, khiến chúng trông giống như vũ khí hơn. Mặc dù vậy thì nhà làm game vẫn giữ lại một số giả thuyết liên quan đến cánh buồm này, đó là chức năng điều tiết thân nhiệt hoặc chức năng thủy động học,
Nhưng việc không có cánh buồm mà chỉ có những cái gai khiến cho các chức năng này có vẻ không hợp lý lắm. Nhưng thôi, game mà, thực tế quá thì lại kém vui. Và tất nhiên, trong thực tế Amagasaurus sẽ khó có khả năng phóng gai rồi mọc gai lại như trong game. Điều này thì lại giống với loài nhím hơn. Cũng giống như khả năng nhìn đêm của Megalosaurus, phần lớn những tính năng của các khủng long hay sinh vật trong ARK là sáng tạo của nhà làm game và bạn đừng gán chúng với những giống loài trong thực tế nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và đừng quên theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.